Tại huyện Kim Động, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng các thầy cô và học sinh trường Trung học phổ thông Kim Động. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng lãng hoa chúc mừng và đánh trống khai trường chung vui cùng thầy và trò trường Trung học phổ thông Kim Động đón chào một năm học mới. Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông Kim Động khắc phục mọi khó khăn do dịch COVID-19. Vừa dạy, vừa chống dịch, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Nhà trường có 17 học sinh, đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,74%, trong đó có một học sinh đạt thủ khoa. Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Kim Động tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp nhằm phát huy phẩm chất năng lực người học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới quản lý, nội dung chương trình giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động, mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.